Tại sao ngày ngày phải hồi hướng, niệm niệm phải hồi hướng, trả nợ, hóa giải oán thù, thì trên đường Bồ Đề mới được thuận buồm xuôi gió. Đọc kệ hồi hướng phải xuất phát từ trong tâm, chỉ nói ngoài miệng thì không ích gì. Tâm, khẩu phải tương ứng nhau. Trong kệ hồi hướng rõ ràng dạy chúng ta tượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam độ khổ, nghĩa là trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Hai câu này đã bao gồm cả những kẻ oán, người thân. Chính vì chúng ta phải giải quyết vấn đề không dễ giải quyết này nên mới nghiêm túc nỗ lực tu hành. Tại sao chúng ta phải tinh tấn nỗ lực tu hành như vậy? Vì để báo ơn, để trả nợ, để cởi bỏ oán kết, mong oán thân trái chủ từ vô tỷ kiếp đến nay đều được chấm dứt trong một đời này, không được đợi đến đời sau. Trong nhà Phật thường nói, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân, nghĩa là không mang theo được gì cả, chỉ có nghiệp đi theo thân. Thật vậy, không có thứ gì là của mình cả. Trước mắt, nếu có cơ hội thì làm việc tốt nhiều một chút, tích thêm đức nhiều một chút, đó là thứ duy nhất có thể mang theo. Hôm nay có thể giảm sự hưởng thụ cuộc sống bản thân một phần để cứu giúp chúng sanh hoạn nạn. Đây cũng là đại chúng sanh khổ, nghĩa là chịu khổ thay chúng sanh. Chúng ta muốn sắm thêm một bộ đồ thì nghĩ không sắm thêm cũng sống được. Tiền để mua thêm bộ đồ này có thể để dành giúp đỡ chúng sanh. Bữa ăn hôm nay chúng ta ăn cũng có thể giảm một chút, ăn rau xanh, đậu hũ để dành tiền giúp đỡ chúng sanh. Đó đều là cúng dường đại chúng sanh khổ. Đối với pháp thế gian vẫn còn một chút tham là không phải tu hành thật sự. Sân hận là điều kiện chính để đọa địa ngục. Nếu bạn không có tâm sân hận thì dù có tạo ác nghiệp nhiều cỡ nào cũng không thể đọa địa ngục. Tham keo đọa ác quỷ. Keo là bụn xịn, tham lam bụn xịn là nguyên nhân đọa ác quỷ. Ngu si đọa súc sanh. Ngu si là gì? Thật giả, tà chánh, đúng sai, thiện ác, không phân biệt rõ ràng, làm cho điên đảo, đấy là ngu si, đọa vào súc sanh. Đối với những chúng sanh ngu si, chúng sanh không có trí tuệ, thì dù có từ bi với họ, họ cũng không có lòng cảm kích. Không những không cảm kích, có lúc lại còn ác ý vị bán, thậm chí còn có ác ý làm hại bạn nữa. Bạn có nên từ bi nữa không? Vẫn còn. Hơn nữa, vẫn còn phải từ bi hơn. Đấy chính là sức nhẫn nhịn. Bạn phải biết chân tướng sự thật. Chân tướng là họ ngu si, phiền não tập khí của họ rất nặng. Bạn phải thông cảm cho họ. Nhất định không được có ác ý với họ. Nhất thiết phải nhớ kỹ: bất khởi tham sân si dục chư tưởng, nghĩa là không khởi các ý nghĩ tham sân si dục thì là tu hành thật sự. Bình thường một mặt niệm A Di Đà Phật, một ngày tụng 9-10 lần kinh Vô Lượng Thọ, tâm vẫn là tham sân si mạng thì tất cả đều tiêu rồi. Tụng kinh, niệm Phật là phải làm cho sạch hết tham sân si mạng thì mới là công phu. Tu hành thực sự là phải đoạn tham sân si. Tu hành thực sự thì câu Phật hiệu này ngày đêm không dứt. Đấy là tinh tấn, có thể mềm mỏng, nhẫn nhịn với hết tẩy vạn pháp. Tập Đại Nguyện Vương của Phổ Hiền có nói: hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đây là công phu thật sự đắc lực. Chúng ta xem công phu của một người tu hành có đắc lực hay không, chính là xem người đó có thể định được trong mọi hoàn cảnh không. Thuận cảnh có thể định được, không có tâm vui mừng, tâm thanh tịnh. Trong nghịch cảnh không có tâm sân hận, tâm địa thanh tịnh.
vẫn nhịn trong nghịch cảnh, không than trời trách người, một mực nỗ lực tinh tấn. Người như vậy thì đạo nghiệp sao lại không thành tựu chứ? Nhất định phải mở rộng tâm lượng, phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi, quý trọng người khác, thành tựu cho người khác. Chúng ta học Phật, nếu đi nghiên cứu giới luật cũng phải mất công sức cả đời, thậm chí cả một đời còn chưa nghiên cứu hết. Vì thế, chúng ta chỉ cần nắm được cương lĩnh thì có được thọ dụng. Cương lĩnh chỉ có hai câu: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Nghĩa là không làm các việc ác, siêng làm các việc lành. Đoạn ác tu thiện là tinh thần của giới luật. Chư ác mạt tác là giới tiểu thừa. Giới tiểu thừa là tự hạn chế bản thân, chính là từ bản thân bình thiện. Chúng thiện phụng hành là giới đại thừa. Giới đại thừa là sống chung với mọi người. Chúng ta niệm niệm phải làm lợi ích cho mọi người. Vì vậy, hết tự tư tự lợi đều là ác, hết lợi ích cho người khác đều là thiện. Cho nên, người tu học đại thừa khởi tâm động niệm đều phải nghĩ đến việc làm thế nào để giúp đỡ người khác, làm thế nào để thành tựu cho người khác. Đấy là tâm thái đối với mọi người của Bồ Tát Đại Thừa. Tụng kinh có hai mục đích. Một là một lần hoàn thành tam học, giới, định, tuệ. Tụng kinh không cần hiểu nghĩa, chỉ là tụng hết câu này đến câu khác, làm cho vọng tưởng phân biệt chấp trước không chen vào được. Chính là tụng cho sạch hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, hoàn toàn tương đồng với mục tiêu niệm Phật hiệu. Mục đích thứ hai của tụng kinh là y giáo phụng hành. Cách nghĩ, cách nhìn, cách làm của chúng ta đối với nhân sinh vũ trụ, rốt cuộc cái nào là thiện, cái nào là ác? Kinh điển đã nói ra cho chúng ta. Trong kinh giảng cái nào là pháp thiện, khuyên chúng ta phải làm. Cái nào là pháp ác, khuyên chúng ta không được làm. A-di-đà Phật không có hình tướng. Hình tướng của Phật biến hóa tùy theo tâm chúng sanh. Vì thế, bạn nghĩ Phật có tướng gì, Phật liền hiện ra tướng đó. Nếu bạn cúng dường quá nhiều tượng Phật, đến giây phút lâm chung không biết tượng nào tốt, hãy bỏ lỡ cơ hội thì hỏng rồi. A-di-đà Phật sẽ không đến vì bạn sanh vọng niệm, vậy thì không ổn. Vậy nên bình thường chỉ cúng dường một tượng Phật, cả đời không được thay đổi, đi đến đâu đều mang theo. Điểm này rất quan trọng. Mình nhìn cái làn khói hương bốc lên, phải không? Tự nhiên mình nghe cái mùi hương thiệt, thành ra mình thấy nó lạ. Cho nên có những lần có đốt hương, thầy nghe mùi hương. Nhưng mà có những lần thầy tụng kinh Pháp Hoa, thầy không đốt hương mà thầy vẫn nghe mùi hương. Thầy này thầy nói là diệu. Tên là diệu. Cho nên cái bộ kinh Pháp Hoa đó, bộ kinh Pháp Hoa mà bây giờ đó thầy để ở trên trên nóc tháp ở trên chùa mình đó, thờ trên đó. Bộ kinh này đó, tự nhiên đó, sao thầy dở nó ra, bộ kinh bằng chữ Nho, chữ Hán, thầy dở ra đó, thầy nghe cái mùi hương, thầy nói diệu. Kinh Pháp Hoa thầy gọi là này là vô tự chân kinh, tức là kinh không có chữ, phải không? Mà thầy chỉ nghe được cái mùi hương lạ thôi. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tu hành cái này, ta là đầu thai trong gia đình mà phải đi 7749 lần mới tới vạch về đích lợi, còn mình chạy 7749.000 bước không tới người ta luôn. Cái mình trách cha trách mẹ, sao mà mẹ đẻ con ra trong cái nhà gì mà nghèo ơ vậy. Rồi bắt đầu mình trách, rồi đó, về khóa tu này biết bao nhiêu diễn giả nổi tiếng đúng không, đó biết bao nhiêu người đẹp, rồi hoa hậu, rồi cái chùa Hoằng Pháp, cái giảng đường mình đã đón biết bao nhiêu bước chân của những người nổi tiếng. Ủa, của người ta cũng vậy đó, người ta cũng 18-20 mà người ta hoa hậu, người ta nổi tiếng, rồi sao mình 18-20 mà nó kỳ lắm nha.
để bắt đầu mình sao, mình đi so sánh mình với người ta, cái mình thấy là mình có rất là nhiều cái không bằng, rồi cái mình đi thi cái mình không có được đậu vô trường chuyên lớp chọn, rồi mình đi làm không có được như là cái mức lương mình mong muốn, bắt đầu mình về mình bất mãn, bế tắc, thậm chí thương người đó thương quá trời thương, cái ảnh không để ý tới mình, để ý nhỏ kia, cái bực không đó, mấy cái đó cái mình bất như ý hoài ha. Nhưng mà mình không biết là mình đang có một cái gia tài rất lớn mà mọi người không có, đó là mình là Phật tử, ở đây ai là Phật tử quy y rồi.